Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Iran đang lên kế hoạch tấn công vào Israel. Ngày 3 tháng 8, Jerusalem Post đưa tin rằng các nguồn tin tình báo phương Tây đang cảnh báo về khả năng Iran lên kế hoạch tấn công Israel vào ngày Tisha B'Av, một ngày lễ tưởng niệm sự hủy diệt của ngôi đền thứ nhất và thứ hai. Theo thông tin từ tờ Sky News Arabia, cuộc tấn công dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 12 và kết thúc vào ngày 13 tháng 8. Jerusalem Post nhận định rằng việc tấn công vào ngày Tisha B'Av không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là một phần trong chiến lược tâm lý chiến của Iran. Ngày lễ này, khi người Do Thái tham gia vào các nghi lễ ăn chay và tang lễ để tưởng nhớ các đền thờ bị phá hủy, có thể làm gia tăng tổn thương tâm lý cho Israel và gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới Hồi giáo. Iran được cho là sẽ phối hợp với Hezbollah ở Liban trong cuộc tấn công này, tạo ra một chiến lược tấn công đa hướng để làm gia tăng mức độ nguy hiểm và khó lường của cuộc tấn công. Trước đó vào tháng 4, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa vào Israel. Tuy nhiên, phần lớn các đòn tấn công đã bị Israel và các đồng minh bắn hạ. Chỉ có một số ít tên lửa gây thiệt hại nhỏ cho một căn cứ không quân ở miền nam Israel. Cuộc tấn công sắp tới vào ngày Tisha B'Av có thể được thực hiện với chiến lược tinh vi hơn nhằm tăng bất ngờ và giảm khả năng phản ứng của Israel. Jerusalem Post cũng lưu ý rằng cuộc tấn công này không chỉ nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh mà còn để khôi phục tinh thần cho các nhóm vũ trang thân Iran và gửi một thông điệp rõ ràng về sự tiếp tục hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng này. Đồng thời, việc tấn công vào ngày lễ của người Do Thái có thể thúc đẩy cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, dù hiệu quả của động thái này còn chưa rõ ràng. Mỹ và Israel gấp rút chuẩn bị cho sự đáp trả từ Iran. Iran và những nhóm thân nước này đã nói với các nhà ngoại giao về sự trả đũa sẽ mạnh mẽ và nhanh chóng, nhưng không tiết lộ khi nào hoặc bằng cách nào, làm tăng nguy cơ chiến tranh khu vực. Theo tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 8, Israel và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa khó lường của Iran vào Israel khi tình hình khu vực Trung Đông đang bước vào một giai đoạn rất nguy hiểm. Israel hôm 2 tháng 8 đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao khi có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công từ Iran có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Các quan chức Mỹ cũng đang tăng cường chuẩn bị về mặt quân sự, điều chuyển các tài sản quân sự và phối hợp với các đối tác khu vực nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn hơn so với sự kiện xảy ra vào tháng 4 vừa qua. Trong cuộc tấn công tháng 4 năm nay, Iran đã phóng hơn 300 thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa vào Israel. Tuy nhiên, sự chuẩn bị và cảnh báo trước đã giúp Israel và Mỹ giảm thiểu thiệt hại. Hầu hết trong số chúng đã bị bắn hạ trước khi đến Israel. Lần này, không có dấu hiệu rõ ràng về việc Iran sẽ thông báo trước, làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công không thể dự đoán. Hiện các nhà ngoại giao Mỹ và Ả Rập đang nỗ lực ngăn chặn việc leo thang xung đột, nhưng họ đang phải đối mặt với sự im lặng từ Iran, cũng như giận dữ lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo thông tin từ nhà ngoại giao Iran, các nỗ lực của những quốc gia khác nhằm thuyết phục Tehran không leo thang xung đột có vẻ như không hiệu quả do sự tức giận từ các cuộc tấn công gần đây của Israel. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trước đó đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công vào thủ đô Tehran sẽ dẫn đến phản ứng gay gắt từ Iran. Hezbollah cũng đã lên tiếng rằng vụ sát hại một quan chức cấp cao của họ đã đưa cuộc xung đột vào một giai đoạn mới. Israel, Mỹ cảnh giác cao độ. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đang trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị ứng phó các cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhằm đáp trả vụ chỉ huy quân sự của Hezbollah bị giết ở Lebanon và lãnh đạo chính trị Hamas bị ám sát ở Iran. Dù vậy, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố quân đội Israel biết cách xử lý mọi mối đe dọa, theo The Times of Israel. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng cho biết Israel đang trong tình trạng báo động cao, cả trong phòng thủ và tấn công. Lực lượng Israel được triển khai trên không, trên biển và trên bộ và sẵn sàng cho mọi tình huống. Kênh 12 Israel đưa tin rằng, ngoài việc tăng cường tuần tra trên không, hàng chục máy bay chiến đấu của không quân Israel đã chờ sẵn trên đường băng, sẵn sàng tấn công hoặc phòng thủ chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng. Israel cũng đang nỗ lực hoàn thiện việc phối hợp liên minh khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn phản ứng tiềm tàng của Iran và Hezbollah. Ngày 1 tháng 8, ông Hagari nói rằng các đối tác quốc tế đã tăng cường hợp tác với lực lượng Israel, mặc dù ông không nêu rõ quốc gia nào. Trước đó, hôm 31 tháng 7, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất nước của ông.
Theo Reuters, ông Netanyahu cho biết Israel đã giáng những đòn chí mạng vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong vài ngày qua, bao gồm Hamas và Hezbollah, song không đề cập việc ám sát ông Haniyeh. Có những mối đe dọa xuất hiện từ mọi hướng, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống, chúng tôi sẽ đoàn kết và quyết tâm chống lại mọi mối đe dọa. Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào chúng tôi, ông Netanyahu tuyên bố. Về phía Mỹ, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu ngày 1 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel, bao gồm triển khai thêm lực lượng phòng không Mỹ tới khu vực, theo CNN. Theo một số quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã thảo luận với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ về những điều chỉnh cần thực hiện đối với lực lượng của Mỹ trong khu vực, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra tính đến chiều 1 tháng 8. Theo CNN, trong những tuần gần đây tại Vịnh Oman có sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Trong khi đó, tại Địa Trung Hải, Hải quân Mỹ đang triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Wasp và có nhiều tàu khác. Các quan chức Mỹ dự đoán Iran sẽ phát động trả đũa trong những ngày tới. Theo các quan chức Mỹ, Washington lo ngại rằng khi đáp trả, đòn trả đũa của Iran sẽ bao gồm việc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Theo các quan chức Mỹ, đòn trả đũa lần này của Iran có thể sẽ tương tự như lần phóng loạt tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái vào Israel vào ngày 13 tháng 4 liên quan vụ đại sứ quán Iran bị tập kích, giết chết tướng chỉ huy hàng đầu của lực lượng tinh nhuệ Tehran. Tuy nhiên, các quan chức đánh giá cuộc tấn công trả đũa sắp tới có thể lớn hơn và phức tạp hơn trước, bao gồm khả năng xảy ra Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ nhiều hướng. Hezbollah phóng rocket phủ đầu Israel, trào lửa Trung Đông nóng rực. Ngày 31 tháng 7, cả khu vực Trung Đông rúng động với tin lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran, Iran. Theo chuyên gia về Trung Đông Ali Mamouri, vụ ông Haniyeh bị ám sát là một sự leo thang nghiêm trọng trong khu vực vốn bất ổn và ngày càng thù địch, kênh Channel News Asia đưa tin. Vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát và trước đó là vụ Israel không kích tiêu diệt chỉ huy quân sự. Vụ ám sát của Hezbollah hôm 30 tháng 7 đã khiến Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này phẫn nộ. Cho đến nay, Israel chưa công khai nhận trách nhiệm ám sát ông Haniyeh, trong khi Iran cáo buộc vụ việc do Israel đứng đằng sau. Hãng tin Reuters dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết các quan chức hàng đầu của Iran gặp đại diện của các nhóm Hamas và Hồi giáo Jihad ở Palestine, cũng như lực lượng Houthis ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon và các nhóm kháng chiến ở Iraq vào ngày 1 tháng 8 giờ địa phương để thảo luận về khả năng trả đũa Israel sau vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát. Iran và trục kháng chiến sẽ đánh giá kỹ lưỡng sau cuộc họp ở Tehran để tìm ra cách tốt nhất và hiệu quả nhất để trả đũa chế độ Do Thái Israel, một quan chức cấp cao của Iran cho biết. Iran và trục kháng chiến hiện đang tính toán đòn đáp trả, điều này chắc chắn sẽ xảy ra và chế độ Do Thái Israel chắc chắn sẽ hối tiếc về điều đó, tướng Mohammed Bakeri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo. Trong khi đó, lãnh đạo lực lượng Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi hôm 1 tháng 8 tuyên bố sẽ có phản ứng quân sự đối với vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát. Phải có phản ứng quân sự đối với những tội ác này, ông al-Houthi nói. Cùng ngày, người đứng đầu Hezbollah, ông Hassan Nasrallah nói rằng Israel đã vượt qua các lằn ranh đỏ khi giết chết chỉ huy quân sự của Hezbollah và lãnh đạo chính trị Hamas, và Israel sẽ phải nhận cơn thịnh nộ và sự trả thù trên mọi mặt trận ủng hộ Gaza, theo tờ The Times of Israel. Ông Nasrallah cũng cảnh báo rằng cuộc giao tranh đã bước vào một giai đoạn mới và Israel sẽ khóc rất nhiều trong những ngày tới. Tối 1 tháng 8, Hezbollah đã có hành động. Hezbollah tuyên bố đã phóng hàng chục quả rocket vào cộng đồng biên giới phía bắc Mezuba của Israel nhằm đáp trả trước cuộc không kích của Israel vào làng Chama ở Lebanon trước đó cùng ngày. Sau đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã bắn trúng một bệ phóng rocket của Hezbollah ở Yatir, miền nam Lebanon, nơi được sử dụng để bắn loạt rocket nói trên. Theo lực lượng phòng vệ Israel, một số quả rocket được phóng trong cuộc tấn công của Hezbollah đã bị phòng không chặn lại, trong khi những quả khác bắn trúng các khu vực chống trải, không có báo cáo về thương vong. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!